rời quê hương đến Bắc Ninh xin làm thuê tại quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Những tưởng được đồng hương cưu mang giúp đỡ, cậu bé Trương Quang Duy, 15 tuổi ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đâu ngờ, 2 tháng làm việc ở đây là những chuỗi ngày kinh hoàng khi bị bóc lột sức lao động và hứng chịu những trận đòn roi như thời Trung Cổ. Rồi cùng nhung chài mới có chứ cái gì bánh xèo à. Đánh vào những đâu? Tay, gì bánh xèo, tay chân à. Tay chân cả. Mặt à. Từ khi làm việc ở đó thì thường bỏ về sáng tới 4 giờ tối à. Thế các cháu ăn uống như nào? Dạ không được ăn à, ăn đủ thừa. Không chỉ có Duy bị chủ quán hành hạ, Võ Văn Đức, 21 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi, nhân viên làm việc cùng Duy cũng bị đánh đến mức gãy ngón chân, xây xát khắp cơ thể. Cách đây 2 tháng thì có em Duy ra, bắt đầu là 2 anh em là bị đánh đập từ ngày nào cũng đánh, mà đánh như là các em bọn em không có làm việc nhanh nhẹn, với lại là không có sắp xếp được công việc là thường hay bị đánh. Mỗi lần đánh là một lần đau là bọn em làm không nổi, là bạn còn đánh hung, mà đánh với bọn em là những cái tầm nhìn khuất lắm, không ai thấy. Ví dụ như là chỗ nơi ăn ở bọn em ngủ gần toilet là người ta không có thấy, với lại phía sau là không có ai qua, phía sau nữa họ không thấy. Còn ăn ở bọn em ngủ thì bọn em ngủ đất, có hôm bà cho nằm có gối mền nằm, còn không cho nằm. Ăn uống bọn em là trưa bọn em nhịn đói làm việc miết tới xuyên suốt cả ngày. Cái thời gian làm việc của bọn em là từ 7 giờ sáng miết tới là 3-4 giờ sáng hôm sau. Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng làm rõ và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi, chủ quán bánh xèo miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan công an, Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kêu cháu đi ra phía sau làm, cháu lại không làm, cháu chống đối lại, cháu nói là cô chú nói là mấy giờ đến khi nào xong việc thì thôi. Em mới nói là làm lẹ lên, xong rồi cháu cứ giận vậy. Em mới dùng cái cây nhựa, cái cây ống nước em quýnh vô lưng, vô tay ạ. Rồi xong rồi em lấy, cháu cũng không nghe luôn, em bức xúc quá, em mới vào trong, em lấy cái chày đâm tiêu, em mới kêu nè, muốn đau không nè, cô đánh cho mày nhớ nè. Rồi em kêu cháu bỏ 2 cái tay xuống đất, em đánh vô 2 cái tay, 2 cái bàn tay, xong rồi dùng chày đâm tiêu ạ. Chày đâm tiêu bằng gì? Cái đó là bằng đá đó. Bằng đá, cháu không nói không năng gì hết trơn. Em mới lấy cái dùng cái cây cọ để chà nhà vệ sinh đó, em có đánh, em có lấy cái đầu nhọn, đầu phía kia em lỡ em chọt vô con mắt, em lỡ chọt nhẹ thôi, xong rồi em chọt vô cái vành tay, cái tay với cái vành tay là lỡ trúng cháu, rồi em có quýnh 2 bên chân của cháu nữa. Để tránh bị phát hiện và giữ chân được Duy, Đức làm việc cho mình, Tuyết đã bắt 2 nhân viên làm việc quần quật từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm và không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài. Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên vào phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh. Hiện Công an huyện Yên Phong đang tiến hành giám định thương tích, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật. Sau khi tiếp nhận thông tin và xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện đã kịp thời báo cáo lãnh đạo công an tỉnh để chỉ đạo, đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ. Để quá trình điều tra thì chúng tôi xác định đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết là chủ quán cả bánh xèo miền Trung, là đối tượng hành hạ cháu Duy bằng những cái vật dụng sinh hoạt hàng ngày trong bếp để gây thương tích lên cơ thể của cháu Duy. Chúng tôi xác định là đây là những hành vi nghiêm trọng xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác. Do vậy, chúng tôi tiến hành điều tra khẩn trương để nhanh chóng đưa ra truy tố trước pháp luật để chấn an dư luận cũng như là làm gương cho những đối tượng khác. Qua thời gian, những vết thương trên cơ thể các em dần dần có thể lành lại, nhưng những vết thương về tinh thần sẽ rất khó để chữa lành. Nguyễn Thị Ánh Tuyết sẽ nhận được bản án thích đáng về hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đây cũng là bài học răn đe cho những đối tượng coi thường tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của người khác.